Xin kính chào tất cả quý phụ huynh và các em học sinh. Video học hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi vào bài 2, đó là bài cách ghi số tự nhiên ở trong quyển toán lớp 6 bộ kết nối tri thức với cuộc sống. Chúng ta cùng đi vào phần 1 là hệ thập phân. Cách ghi số tự nhiên trong hệ thập phân. Trong hệ thập phân thì mỗi số tự nhiên được viết dưới một dãy số. Lấy chữ số thì lấy trong trong 10 chữ số, một trong 10 chữ số sau, tức là người ta sẽ lấy các chữ số trong 10 chữ số sau để người ta viết lên một số. Đó là các chữ số từ số 0 cho đến số 9. Vị trí của các chữ số trong dãy này thì người ta gọi là hàng. Cứ 10 đơn vị của một hàng thì bằng một đơn vị ở hàng liền trước nó, tức là 10 đơn vị ở cái hàng bé hơn thì nó sẽ bằng một đơn vị ở hàng liền trước, hàng lớn hơn liền trước. Chẳng hạn như chúng ta có là 10 chục thì bằng 100, mà 10 trăm thì bằng 1.000. Chú ý ở đây là khi các em viết các số tự nhiên thì ta có quy ước như sau. Với các số tự nhiên khác không thì chữ số đứng đầu tiên từ trái sang phải phải là khác không. Trong một khi mà các em viết số mà có nhiều chữ số, trong số có nhiều chữ số thì chữ số đứng đầu tiên nó phải là một chữ số khác không. Đấy, cái số 0 này, cái chữ số 0 này nó có thể đứng ở các vị trí sau. Tuy nhiên cái chữ số ở đầu tiên thì nó luôn luôn phải là khác không. Nó có thể là từ các số từ số 1 đến số 9. Còn số 0 thì nếu như mà trong số trong cái số đó có chữ số 0 thì chữ số 0 nó không được đứng đầu nhá. Để dễ đọc, đối với các số có 4 chữ số trở lên thì người ta thường là tách riêng ra từng lớp. Mỗi lớp là một nhóm có 3 chữ số kể từ phải sang trái. Chẳng hạn như ở đây. Ở đây người ta cứ tách ra 3 chữ số đây. Đây, 3 chữ số nhóm lại, nhóm 3 chữ số với nhau, đúng không? Ở đây người ta sẽ đọc là 221 tỷ 707 triệu 263.598. Đấy, người ta sẽ sau khi người ta tách như này thì chúng ta sẽ đọc có dễ. Có các lớp hàng nêu ở cái bảng 1, chúng ta có bảng 1 như sau. Đây là bảng 1. Bảng 1 thì chúng ta có, nhìn vào đây thì chúng ta thấy là trong cái hệ thập phân của chúng ta thì có các lớp là lớp tỷ này, lớp triệu, lớp nghìn và lớp đơn vị. Trong lớp tỷ thì có là trăm tỷ, có các hàng là trăm tỷ, chục tỷ, tỷ. Trong lớp triệu thì có các hàng là hàng trăm triệu, hàng chục triệu, hàng triệu. Trong lớp nghìn thì có hàng trăm nghìn, hàng chục nghìn, hàng nghìn. Và trong lớp đơn vị thì có các hàng là hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị. Đấy. Bây giờ cái này thì chúng ta chỉ ôn lại một chút của chương trình tiểu học thôi. Ở tiểu học chúng ta học như thế nào thì bây giờ chúng ta cũng có cái phần cách ghi số tự nhiên ở chương trình cấp 2 là y hệt như vậy, không có gì thay đổi cả. Đấy, chú ý là nếu như mà số có một chữ số thôi thì các em có thể viết là các số từ số 0 đến số 9. Tuy nhiên các số từ hai chữ số trở lên thì cái chữ số đứng đầu phải là khác không. Chú ý như vậy. Bây giờ chúng ta có đây, chỉ dùng 3 chữ số, tức là với 3 chữ số là số 0, số 1 và số 2. Yêu cầu các em viết tất cả các số tự nhiên có 3 chữ số. Mỗi chữ số này thì các em viết một lần. Đấy. Trong cái số mà các em viết ra thì chữ số 0 các em được dùng một lần, số 1 viết được dùng một lần và chữ số 2 được dùng một lần. Đấy, bằng 3 cái chữ số này, các em viết cho cô tất cả các số có 3 chữ số. Các em đã viết được chưa? Các em đã dừng video lại, viết đi. Sau đó thì các em sẽ đối chiếu với cái phần bản chữ của cô xem thử là các em viết 3 số của ta nó có đúng không nhá. Viết các số có 3 chữ số có đúng, đã đúng và đủ hết chưa nhá. Như vậy bằng các số 0, 1, 2 này. Thì như cô nói thì cái chữ số 0 này không bao giờ được đứng đầu cả. Như vậy nếu các em lấy chữ số 1 đứng đầu. Ở đây thì nếu như mà các em lấy chữ số 1 các em đứng đầu tiên ấy thì các em lại có thể viết được số nào? Lấy số 1 đứng đầu thì có phải là chúng ta sẽ viết được số 102 hoặc là số 120 không?
cố định số 1 đứng đầu tiên này. Đấy, thì kem có 102 hoặc kem đổi chỗ là 120. Như vậy chúng ta được hai số. Số 0 thì không thể đứng đầu rồi. Hết số 1 đứng đầu rồi thì kem sẽ lấy số 2 đứng đầu. Số 2 đứng đầu thì chúng ta sẽ có là 201. Hoặc là kem đổi chỗ hai số này cho nhau thì chúng ta có 210. Như vậy bằng 3 cái chữ số này, bằng 3 chữ số 012 thì kem sẽ viết được cho cô là 4 số có 3 chữ số. 4 số. Kem để tránh sai sót thì kem lấy số 1 đứng đầu đi thì chúng ta có 0102, tức là 102 hoặc 120. Sau đó kem lấy số 2 đứng đầu thì chúng ta có 201 hoặc 210. Số 0 thì không thể đứng đầu rồi. Như vậy chúng ta viết được tất cả 4 số, phải không nào? Như vậy là cái phần hỏi chấm 1 này chúng ta viết được 4 số. Đây, 4 số. Bạn nào mà chưa viết được thì các em có thể dừng lại, các em xem cái cách viết của cô đây. Đấy, các em lấy số 1 đứng đầu. Hai số sau các em viết là 02 rồi có thể đổi chỗ là 20. Rồi đến số 2 đứng đầu. Đấy, hai số sau thì các em có thể đổi chỗ như này. Tiếp tục. Xong cái phần hỏi chấm thứ nhất, chúng ta sẽ cùng sang phần tiếp theo. Ở phần tiếp theo này, giá trị các chữ số của một số tự nhiên. Chúng ta có ở đây người ta có hai cái hoạt động. Hoạt động thứ nhất là trong cái số 32.019 thì ta thấy chữ số 2 nằm ở hàng nghìn. Như vậy chữ số 2 này nằm ở hàng nghìn này, và nó có giá trị là 2 nhân với 1.000, tức là bằng 2.000. Hãy phát biểu theo mẫu câu đó đối với các chữ số còn lại. Như vậy chữ số 2 thì người ta đã phân tích cho các em rồi. Như vậy chúng ta còn các chữ số còn lại là chữ số 9 này, chữ số 1, chữ số 0 và chữ số 3. Như vậy chúng ta sẽ phát biểu như sau. Chúng ta có chữ số 9 thì ở hàng gì? Ở hàng đơn vị, đúng không? Chữ số 9 ở hàng đơn vị, như vậy nó có giá trị là 9 nhân với 1 thôi thì bằng 9. Ở hàng đơn vị thì mỗi số ở hàng đơn vị thì có giá trị là bằng 1, đúng chưa? Như vậy ở đây chúng ta có là gì? Tiếp theo là đến chữ số 9 này, người ta đã nói chữ số 2 rồi. Như vậy người ta yêu cầu các em phát biểu giống như thế này này. Đấy, áp dụng cho các chữ số còn lại là chữ số 3, chữ số 0, chữ số 1, chữ số 9. Như vậy chúng ta sẽ có là cái chữ số 9 nằm ở hàng đơn vị. Số 9 nằm ở hàng đơn vị. Như vậy chữ số 9 nằm ở hàng đơn vị và có giá trị. Như vậy nó có giá trị là bằng bao nhiêu? Bằng hàng đơn vị thì các em nhân 1 thôi. 9 nhân 1 tức là bằng 9. Tiếp theo, chữ số 1 này ở hàng gì? Ở hàng chục. Như vậy chữ số 1 phát biểu tiếp theo đấy, đó là chữ số 1 thì ở hàng chục. Và có giá trị. Bằng bao nhiêu? Như vậy cái chữ số 1 ở hàng chục thì các em lấy 1 nhân với 1 chục. Chục thì tức là chúng ta nhân với 10. Như vậy thì lấy 1 nhân với 10 thì bằng 10. Tiếp theo, chữ số 0 nằm ở hàng trăm, đúng không nào? Chữ số 0 nằm ở hàng trăm. Và nó có giá trị bằng
Ở hàng trăm thì các em lấy chữ số đó các em nhân với 100. Như vậy các em lấy 0, các em nhân với 100. 0 nhân với 100 thì bằng 0. Đấy. Cuối cùng là chúng ta còn chữ số 3. Như vậy chữ số 3 này ở hàng chục nghìn, hàng nghìn sang hàng chục nghìn. Chữ số 3. Nằm ở hàng chục nghìn. Nằm ở hàng chục nghìn và có giá trị. Bằng bao nhiêu? Muốn biết là có giá trị bằng bao nhiêu thì các em lấy chữ số đó. Các em nhân với chục nghìn. Nằm ở hàng chục nghìn thì các em nhân chục nghìn. Như vậy 3 nhân với một chục nghìn thì bằng 30.000. Như vậy thì cái số 3 này, chữ số 3 này có giá trị là bằng 30.000. Như thế là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được cái phần hỏi nhỏ thứ nhất đây, câu hỏi nhỏ thứ nhất. Đấy, chúng ta đã nêu được cái vị trí của các chữ số còn lại và giá trị của các cái chữ số đó. Bạn nào chưa xong được cái này, xong được chưa hoàn thành được cái ý này thì các em có thể dừng lại một chút để các em làm cho xong đã nhá. Đấy, các em có thể dừng lại một chút để làm cho xong. Bây giờ cô chuyển sang cái phần hoạt động thứ hai, tức là chúng ta sẽ có cái câu hỏi nhỏ thứ hai của chúng ta ở đây. Nếu như mà các bạn tình cờ xem được video của cô thì để biết được thêm để xem thêm các video mới ấy, thì các em hãy lên YouTube và các em gõ từ khóa là Miss Hạnh để chúng ta xem các cái video của ba bộ sách là bộ sách Cánh Diều, bộ sách Kết Nối và bộ sách Chân Trời Sáng Tạo ở trên kênh nhé. Bây giờ cô chuyển sang câu hỏi nhỏ thứ hai. Đây. Các em hãy vào YouTube và các em gõ từ khóa là từ Miss Hạnh nhé. Rồi vào kênh của cô để tìm các video bài giảng. Đấy, MS Hạnh. Bây giờ chúng ta sẽ sang câu hỏi thứ hai. Yêu cầu các em viết số 32.019 thành tổng giá trị các chữ số của nó. Thành tổng giá trị các chữ số của nó. Như vậy chúng ta sẽ viết như sau. 32.000 này, 019. Như vậy cái số 3 này là ở hàng chục nghìn, đúng không nào? Như vậy 3 này ở hàng chục nghìn thì các em sẽ viết 3 nhân với một chục nghìn. Cộng với số 2 này ở hàng nghìn thì các em sẽ viết là 2, các em nhân với 1.000. 0 này ở hàng trăm. 0 ở hàng trăm thì các em có thể bỏ qua luôn, hoặc nếu mà bạn nào viết thì các em viết lại 0 nhân 100. Vì 0 nhân với 100 thì nó cũng bằng 0 thôi. Cộng với con số 1 này, chữ số 1 này ở hàng chục thì các em cộng với 1 nhân với 10. Đấy, rồi cộng với 9. Cộng với số 9. Số 9 này là ở hàng đơn vị. Như vậy các em có thể viết là 9 nhân với 1 hoặc là viết 9 đứng một mình. Đấy, 9 hàng đơn vị thì 9 nhân 1 thì nó cũng bằng 9 thôi. Như vậy này, 3 này, ở hàng chục nghìn thì các em sẽ viết là 3 nhân với 10.000 này, cộng với 2 nhân với 1.000 này. Đấy, các em lấy các chữ số này, các em nhân với cái hàng của nó để ra được giá trị, rồi các em cộng các cái kết quả lại. Và mỗi số tự nhiên viết trong hệ thập phân thì các em đều biểu diễn được dưới dạng là tổng các giá trị các chữ số của nó, tổng giá trị các chữ số của nó theo cái cách mà cô vừa hướng dẫn các em. Đây. Như cái số 32.019 thì các em viết về dạng tổng thì các em viết như này. Tức là 3 này ở hàng 10.000 thì các em lấy 3 nhân 10.000. 2 ở hàng nghìn tức là lấy 2 nhân 100. À 2 nhân 1.000. 0 này ở hàng trăm thì lấy 0 nhân 100. 1 này ở hàng chục thì lấy 1 nhân với 10, còn cộng với 9 hàng đơn vị thì em có thể viết 9 nhân 1 hoặc là viết 9 một mình thì cũng được.
Các chữ số mà chúng ta đang dùng được và chúng ta đang dùng thì được gọi là các chữ số Ả Rập. Tuy nhiên, người Ả Rập thì không sáng tạo ra chúng. Họ có công là học cách viết đó của người Ấn Độ và truyền bá vào châu Âu. Thì cái này thì em đọc để chúng ta biết thêm thôi. Bây giờ chúng ta có một số các cái ví dụ như sau. Chúng ta có ví dụ là cái con 236 thì các em sẽ viết được dưới dạng tổng. Tổng các giá trị của nó này, 2 này ở hàng trăm thì các em sẽ viết là 2 nhân với 100. Này, chữ số 2 hàng trăm thì em viết 2 nhân 100. Cộng với này, 3 này ở hàng chục thì các em viết 3 nhân 10. Rồi cộng với 6 thôi. Đúng chưa? Đấy, đây là viết như thế này, tức là người ta cho các em biết đây là số có 2 chữ số. Khi mà viết số có 2 chữ số thì người ta sẽ dùng hai ký tự và có dấu gạch ở bên trên. Chú ý là phải có dấu gạch bên trên thể hiện cho số có 2 chữ số. Chữ số đầu tiên thì phải khác không? A khác không? Như vậy, chữ số này là ở hàng gì? Ở hàng chục. Như vậy, lấy A nhân với 10 cộng với hàng đơn vị, tức là cộng với B. Viết như thế này, tức là đây là một số có mấy chữ số? Có 3 chữ số các em. 1, 2, 3. Nhớ là phải có gạch phía bên trên. Vậy đây là số có 3 chữ số. Vậy các em viết về dưới dạng tổng. Và số, khi mà số có 2 chữ số hay 3 chữ số hay 4 chữ số thì cái chữ số đầu tiên luôn luôn phải khác không, nên phải có điều kiện là A khác không này. Như vậy A này ở hàng trăm thì các em sẽ viết là A nhân với 100. B này ở hàng chục thì các em viết là B nhân với 10. Cộng với C ở hàng đơn vị thì em viết là cộng C thôi. Đấy, được chưa? Này, lấy chữ số, lấy cái chữ số ở hàng nào thì các em nhân với giá trị ở hàng đấy. 2 ở hàng trăm thì lấy 2 nhân 100. 3 ở hàng chục thì lấy 3 nhân với 10. 6 ở hàng đơn vị chúng ta giữ nguyên và chúng ta cộng các kết quả lại. Đấy, A này ở hàng trăm thì các em lấy A nhân 100. Cộng với B ở hàng chục thì lấy B nhân với 10. Cộng với C ở hàng đơn vị, C nhân với 1 thì chính bằng C thôi. Trong đó A, B có ký hiệu phía bên trên này. Nó là ký hiệu của số tự nhiên có 2 chữ số. Với chữ số đứng đầu này là chữ số hàng chục này. Chữ số sau là hàng đơn vị. A, B, C này là chữ, là ký hiệu của số có 3 chữ số. Trong số có 3 chữ số hay số có 2 chữ số thì nó luôn có cái gạch ngang ở phía bên trên đầu các em nhé. Đấy. Nếu như mà nó ở dạng chữ thì nó luôn có gạch ngang trên đầu. Còn nếu ở dạng số thì thôi, ví dụ 236 thì thôi, không cần cái gạch ngang. Nhưng mà nếu mà nó xuất hiện chữ ở trong đấy thì phải có gạch ngang. Và hỗn hợp cả chữ cả số thì cũng phải có gạch ngang ở trên đấy, trên đầu. Theo thứ tự thì đây là hàng đơn vị này, rồi đến hàng chục, hàng trăm. Thế thôi. Bây giờ chúng ta sẽ có cái phần luyện tập. Yêu cầu viết, các em viết là 34.604 thành tổng các tổng giá trị các chữ số của nó. Tức là các em viết cái số này này, biểu diễn dưới dạng giống như các cái ví dụ ở phía trên cho cô. Đấy. Như vậy chúng ta biểu diễn giống ở phía trên thì các em sẽ biểu diễn như nào? Các em sẽ biểu diễn như nào ở đây? 34.604 đúng không nào? Cái con này là 30.000. Đây, hàng đơn vị này, hàng trăm này, hàng đơn vị này, hàng chục, hàng trăm này, hàng nghìn, hàng chục nghìn. Như vậy 3 này 30.000 thì các em viết là 3 nhân với 10.000. Được không? Nhân thì các em có thể viết như thế này hoặc các em viết như thế này cũng được. 3 nhân 10.000 này. Bởi vì là nó ở hàng chục nghìn mà. Cộng với con 4 này ở hàng nghìn. Cộng với này. Chữ số 4 này ở hàng nghìn thì các em nhân với 1.000. Cộng tiếp với số 6 này ở hàng trăm thì các em viết là 6 nhân 100. Được không? Cộng với số 0 này ở hàng chục thì các em viết là 0 nhân với 10. Đấy. Và cộng với số 4 ở hàng đơn vị. Đây hết chỗ rồi, cô viết 4 ở phía dưới này. Như vậy, cái số 34.604 các em sẽ viết là 3 nhân với 10.000 này. Cộng với 4 nhân với 1.000 này. Cộng với 6 nhân 100 này, cộng với 0 nhân với 10 và cộng với 4. Đấy. Xong được cái phần luyện tập này rồi. Đấy, cộng với 4 nhân với 1.000, cộng 6 nhân 100, cộng 0 nhân 10 rồi cộng 4. Tiếp tục sang phần vận dụng. Bạn nào mà chưa làm được câu này thì các em dừng một chút để các em xem cái phần đáp án của cô. Cô đọc lại đáp án là 3 nhân với 10.000 cộng với 4 nhân với 1.000
cộng 6 nhân với 100, cộng 0 nhân với 10 và cộng với 4. Bác Hoa đi chợ. Bác chỉ mang 3 loại tiền, loại tiền loại có mệnh giá là 1.000 đồng, 10.000 đồng và một loại có mệnh giá là 100.000 đồng. Tổng số tiền bác phải trả là 492.000 đồng. Nếu mỗi loại tiền bác mang không quá 9 tờ tiền thì bác sẽ phải trả bao nhiêu tờ tiền mỗi loại mà người bán không phải trả lại tiền thừa? Như vậy, trong trường hợp này thì bác sẽ phải trả bao nhiêu tờ tiền mà người bán không phải trả lại, thì tức là bác Hoa phải trả đúng, đưa cho người bán đúng cái số tiền là gì? 492.000 đồng. Như vậy bác sẽ đưa là 4 tờ 100 này, 4 tờ 100.000 thì sẽ đưa là 400.000, cộng với sẽ đưa cho người bán hàng là 9 tờ 10.000. 9 tờ 10.000 thì sẽ tính ra là 90.000. Và bác này sẽ đưa là 2 tờ loại 1.000 đấy. Đấy. Sau khi phân tích xong thì chúng ta sẽ có như sau. Để không phải để người bán hàng không phải trả lại tiền thì chúng ta có một cái cách. Bác Hoa sẽ đưa cho người bán hàng số tiền như sau. Bác Hoa đưa cho người bán hàng số tờ tiền như sau. Của mỗi loại như sau này. Bác sẽ đưa cho người bán hàng là 4 tờ loại 100.000. 4 tờ loại 100.000 đồng. 9 tờ loại 10.000 đồng. Và bác này sẽ đưa là 2 tờ 1.000. Như vậy, tổng tiền bác Hoa sẽ đưa này. Tổng tiền bác Hoa trả người bán hàng có phải là 4 tờ 100, 4 nhân với 100.000 này, cộng với lại là 9 nhân với 10.000 này, cộng với lại 2 nhân với 1.000 này. 4 nhân với 100.000 là bằng 400.000. 400.000 cộng với 90.000 là 490.000. 490.000 cộng với 2.000 nữa, đây là bằng 492.000 đồng. Thỏa mãn bài toán chưa? Đấy, như vậy là vừa đủ trả tiền hàng cho người bán hàng. Trong trường hợp là này là người bán hàng không phải thối lại tiền, không phải trả lại tiền cho bác Hoa. Như thế là chúng ta đã vừa đi xong được cái câu hỏi nhỏ tiếp theo ở trong sách giáo khoa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần 2 là số La Mã nhé. Bạn nào mà chưa xong phần này thì các em có thể dừng một chút để các em xem kỹ hơn phần này. Như vậy chúng ta sẽ cùng sang phần số La Mã. Ngoài cách ghi số ở trong hệ thập phân ra thì người ta còn có các cái cách ghi khác.
Cách ghi số La Mã xuất hiện trong nhiều công trình kiến trúc ở châu Âu hay là trên mặt đồng hồ theo phong cách cổ điển. Trong nhiều văn bản và sách báo, số La Mã thường được dùng để đánh số thứ tự. Để viết số La Mã không quá 30 thì người ta thường dùng các ba ký tự, đó là một gạch thẳng đứng như này thể hiện cho số 1. Hai cái gạch viết theo chữ V như thế này là số 5, và viết theo chữ X như thế này thì đây là ký hiệu của số 10. Đấy, gọi những cái chữ số La Mã, đây là các ký hiệu của chữ số La Mã. Ba chữ số ấy cùng với hai cụm chữ số. Như vậy đây là cách viết của số 4, đây là cách viết của số 9. Thì tạo thành những cái phần để chúng ta ghi số La Mã ở trong cái khoảng là từ số 1 cho đến số 30. Giá trị của mỗi thành phần được đi ghi trong bảng sau và không thay đổi dù nó đứng ở bất kỳ vị trí nào. Như vậy chúng ta có này, thành phần này. Đây ký hiệu này là đây là số 1. Chuyển sang hệ thập phân thì đây là số 5, đây là số 10. Chữ La Mã, ký hiệu La Mã này chuyển sang hệ thập phân là số 4. Số La Mã này, ký hiệu La Mã này chuyển sang hệ thập phân thì đây là số 9. Cái phần này chúng ta đã học ở cấp 1 rồi, đúng không? Các em học ở cấp 1 rồi thì bây giờ cái này chỉ nhắc lại thôi. Như vậy chúng ta có số 1 này, 2, 3. Đây là các ký hiệu La Mã, và chuyển sang hệ thập phân thì chúng ta có số 1, số 2, số 3 này. Đây là 4 này, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Để biểu diễn các số từ số 11 đến số 20 thì ta thêm một số x vào bên trái các số từ số 1 đến số 10 thì chúng ta được các số từ số 11 đến số 20. Các em xem kỹ cái phần cách viết này. Để biểu diễn các số từ 21 đến 30 thì các em thêm xx vào phía bên trái của mỗi số từ số 1 đến số 10. Như vậy, đây là từ 1 đến 10 này. Muốn thành 11 thì các em thêm x vào phía bên trái thôi. Đây, thêm x này, 12 thêm x bên trái này, 13. Đây, các em viết thêm một chữ số x bên trái thì nó sẽ thành ví dụ đây các em thêm một x bên trái thì thành 17, đây thêm một x bên trái nữa thành 18, đây thêm x bên trái thành 19 và đây thêm x bên trái thành 20. Đấy, khi mà các số từ 1 đến số 10 mà các em thêm vào phía trước của nó các chữ số x vào phía bên trái thì chúng ta sẽ được các số từ số 11 đến số 20. Sau khi viết được số từ 11 đến 20 rồi, muốn viết các số từ 21 đến 30 thì các em lại thêm chữ số x vào phía bên trái của các số từ số 11 đến số 20 thì chúng ta sẽ được các số từ số 21 đến số 30. Ví dụ ở đây đang là 11, muốn chuyển thành 21 thì em thêm x vào đây, thêm vào bên trái thì thành 21. Đấy, thêm x vào đây thì nó thành 22. Thêm x vào đây thì nó thành 23, thêm là thêm vào bên trái nhá. Đấy, thêm x vào đây thành 24, tương tự thêm x đây bằng 25. Và đến cuối cùng thêm x đây chúng ta được số 30 thôi. Mỗi số La Mã biểu diễn một số tự nhiên bằng tổng giá trị của các thành phần viết nên số đó. Chẳng hạn như chúng ta có số này. Đây, đây chính là số 24. Này, 10, 10 và 4 này. Đấy, như vậy nó biểu diễn số 24. Và trong số La Mã thì không có số La Mã nào biểu diễn số 0 cả. Nhá. Tiếp theo, yêu cầu các em viết các số 14 và số 27 bằng số La Mã. Như vậy, số 14 các em sẽ viết bằng số La Mã thì chúng ta sẽ viết như sau. Đây, các em có thể nhìn vào phía bên trên chúng ta có số 14. Số 14 này, đây, cô sẽ viết luôn đây nhé, số 14 này. Đây, đây là cách viết số La Mã của số 14, được chưa? Số 27, chúng ta có cách viết số La Mã của số 27 như sau. 20 này, 20 là xx này, rồi 7. Như vậy, cách viết số La Mã của số 14 cô vừa hướng dẫn các em đây. Cách viết số La Mã của số 27 ở đây. Được chưa? Yêu cầu các em đọc các số La Mã sau. Như vậy chúng ta có 10 này, cộng với đây là 6. Như vậy đây chính là số 16. Đây chính là số 16. 10 này, thêm 10 nữa 20 này, 20 thêm 2 nữa. Như vậy đây là số 22. Như thế chúng ta có 16, 22. Cách biết số La Mã của số 14 thì cô viết ở phía trên x 1 rồi đến chữ V thì đây là 14, 27, 10 với 10 thêm 7 nữa bằng 27. Tiếp theo, như vậy là cô đã vừa hướng dẫn cho các em chúng ta viết số 14 này bằng số La Mã này,
số 27 bằng số La Mã này. Và chúng ta đã đọc các số La Mã dưới dạng là số ở dạng hệ thập phân đúng không nào? Nếu mà các em có viết vào thì các em hãy dùng bút chì nhé. Đây cô viết bằng bút mực cho lúc mà lên các em quay lên video cho các em dễ nhìn thôi. Còn các bạn tuyệt đối không dùng bút mực các em viết vào nhé. Bởi vì là sách giáo khoa mới thì các em phải giữ gìn, bởi vì cái chi phí để chúng ta in sách là nó rất là lớn. Đấy, các em viết bằng bút chì vào, sau đấy thì tẩy đi thì sang năm các em của các em cũng có thể sử dụng lại sách chẳng hạn. Sang phần thử thách nhỏ, yêu cầu các em là sử dụng đúng 7 que diêm. Tức là chúng ta phải sử dụng đủ 7 que diêm này thì chúng ta xếp được những cái số La Mã nào. Như vậy, sử dụng 7 que diêm thì chúng ta sẽ xếp được số 18. Các em sẽ xếp được các số, thứ nhất là số 18, cô dùng bút chì có viết nhá. 10 này, đây là 10 đúng không ạ? 15 này, 18 này. Các em đếm xem thử là có đúng 7 que diêm chưa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Như vậy, đây là số 18, chúng ta đã dùng 7 que diêm. Ngoài số 18 ra, các em mà trong các số La Mã thì chúng ta có số 23. 23 các em cũng dùng 7 que diêm đấy. Các em mà kiểm tra xem thử nhá. 10 này, 20 này, 23 này. Các em đếm xem thử. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Như vậy số 23 các em cũng dùng 7 que diêm. Tiếp theo số 24 các em cũng dùng 7 que diêm. Chúng ta kiểm tra số 24 nhé. 10 này, 20 này, 24 này. Xem thử có đúng 7 que diêm không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đúng chưa? Như vậy số 24 các em cũng dùng 7 que diêm. Số tiếp theo là số 26. Số 26 chúng ta có số 10 này, 20 này, 26. Các em xem thử có đúng là 7 que diêm không nhá. Nếu các em có viết vào thì các em dùng bút chì nhá. Như vậy chúng ta cùng đếm nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Như vậy số 26 các em cũng dùng 7 que diêm. Số 24 cô đếm lại nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Như vậy đúng là dùng 7 que diêm đúng không? Số cuối cùng là số 29. Số 29 các em cùng kiểm tra nhé. Chúng ta có 10 này, 20 này, 29 này. Các em kiểm tra xem có đúng 7 que diêm không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Như vậy số 29 này cũng dùng 7 que diêm đấy các em. Như thế là trên đây cô và các em chúng ta đã vừa đi xong được thêm phần lý thuyết của bài 2 là bài các số tự nhiên ở trong bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Các em hãy về làm cho cô các cái bài tập nhé. Ở video tiếp theo thì cô sẽ hướng dẫn cho các em làm các cái bài tập. Đây là các cái bài tập của chúng ta. Bạn nào mà chưa có sách thì các em có thể dừng lại một chút để các em xem cái phần bài tập này. Thực ra thì cô cũng chưa mua được sách nên là cô in cái sách này ra từ cái giáo án điện tử. Đây. Đây là các cái phần bài tập nhé. Bạn nào cần phần bài tập thì các em có thể dừng lại, các em làm. Sau đó thì ở buổi học hôm sau cô sẽ chữa cho các em phần bài tập. Để tiếp tục đón xem các video mới ở trên kênh thì các em hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và bấm chuông nhé. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh, các em học sinh đã dành thời gian theo dõi video bài giảng. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh, các em học sinh ở các bài học tiếp theo.